Thưa quý vị và các bạn, phát triển đảng viên là một yêu cầu khách quan, đồng thời là nhiệm vụ quan trọng thường xuyên của mỗi tổ chức đảng, nhằm bổ sung lực lượng đảng viên có chất lượng, trẻ hóa đội ngũ, bảo đảm tính kế thừa và phát triển của đảng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong mỗi giai đoạn cách mạng. Xác định tầm quan trọng đó, thời gian qua các cấp ủy đảng trên địa bàn tỉnh đã có những giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phát triển đảng viên mới. Nhờ vậy, những năm gần đây, số lượng quần chúng ưu tú được đứng vào hàng ngũ của đảng trong cả tỉnh ngày càng tăng. Điều đáng nói là lực lượng đảng viên mới kết nạp này phần lớn trẻ có trình độ học vấn chuyên môn cao. Chuyên mục xây dựng hệ thống chính trị cơ sở hôm nay, chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự sau. Với điều kiện của một huyện miền núi còn nhiều khó khăn, tuy nhiên chi bộ quân sự xã Trà Giác, huyện Bắc Trà My luôn xác định công tác phát triển đảng viên mới là một nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng đảng. Bám sát định hướng, nghị quyết của đảng ủy xã, chi bộ quân sự xã Trà Giác đã trực tiếp gặp, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của quần chúng đang sinh hoạt tại các chi đoàn thanh niên ở các thôn. Chi bộ vận động, tuyên truyền giác ngộ lý tưởng, tính ưu việt của đảng cho các quần chúng. Qua trực tiếp theo dõi nắm bắt, chi bộ tiếp tục phân công đảng viên phụ trách giúp đỡ, hỗ trợ cho các quần chúng ưu tú tham gia các lớp bồi dưỡng nhận thức về đảng. Đối với chi đoàn dân quân cơ động thì các đồng chí mà đã vào đoàn thanh niên thì rất là có nguyện vọng. Cho nên là cái khâu mà làm lý lịch rất là thuận lợi, không có gì vướng mắc khó khăn. Bởi vì ở đồng bào mình là đa số là họ là có cái lý lịch tốt. Cạnh đó, chi bộ quân sự xã Trà Giác cũng đã quan tâm thực hiện ngay các quy trình xác minh, kết nạp theo đúng quy định. Con đường đến các thôn đóc trên địa bàn xã Trà Giác hay các địa phương lân cận khá gian nan vất vả, có khi phải đi bộ mấy tiếng đồng hồ mới đến nơi. Nhưng với quyết tâm và nhiệm vụ chính trị được giao, các đảng viên trong chi bộ đều nhiệt tình đến từng địa bàn dân cư, làm công tác vận động, giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức về đảng cho quần chúng nhân dân, trong đó đặc biệt là những quần chúng trẻ. Từ năm 2019 đến nay, chi bộ quân sự xã Trà Giác đã phát triển được 14 đảng viên mới, vượt chỉ tiêu được giao 4 đảng viên, có năm vượt 200% chỉ tiêu được giao. Sau khi thực hiện công tác kết nạp đảng viên mới, chi bộ còn quan tâm theo dõi, tạo điều kiện cho các đảng viên mới hoàn thành các lớp bồi dưỡng để không ngừng nâng cao nhận thức về đảng. Anh Nguyễn Thanh Luyến, dân tộc Ca Dông, thôn 1 xã Trà Giác là một trong những đảng viên mới được giới thiệu kết nạp trong năm 2023. Đối với bản thân tôi thì sau khi xuất ngũ thì được sự giúp đỡ của Ban Chỉ huy quân sự xã thì cũng đã bồi dưỡng về kiến thức về đảng như là hoạt động của đảng. Bản thân tôi cảm thấy bản thân mình cũng nên tham gia vào cái kết nạp đảng, và bên cạnh đó cũng được sự giới thiệu như giúp đỡ của Ban Chỉ huy quân sự xã và như đảng bộ xã đã giới thiệu và bồi dưỡng cho tôi đi học như là bồi dưỡng kiến thức đảng. Thì đến hiện tại bây giờ thì bản thân tôi cũng đã được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Chi bộ quân sự xã Trà Giác, huyện miền núi Bắc Trà My đã có những cách làm sát với thực tiễn, mang lại nhiều hiệu quả thiết thực trong công tác xây dựng đảng hiện nay. Trong đó đặc biệt việc phát triển đảng viên mới. Không chỉ chú trọng nguồn quần chúng từ các cơ quan, đơn vị ở cấp xã, huyện, công tác phát triển đảng viên trong lực lượng sinh viên học sinh trên địa bàn tỉnh cũng được các cấp ủy đảng đẩy mạnh thực hiện trong những năm gần đây. Tại huyện miền núi cao Tây Giang, các tổ chức cơ sở đảng đã giới thiệu, bồi dưỡng và tổ chức kết nạp đảng cho 7 học sinh trung học phổ thông. Đây là những học sinh người đồng bào dân tộc thiểu số có thành tích xuất sắc trong học tập, vừa tích cực tham gia các hoạt động tại trường học, địa phương sinh sống. Em rất là tự hào khi được đứng vào một của đảng. Em và các bạn sẽ cố gắng phấn đấu rèn luyện. Trong tất cả các môn học, em thích học nhất là môn lịch sử, vì môn lịch sử gắn liền với tình yêu thương quê hương đất nước, giây phút đọc lời tuyên thệ và giơ tay trước Bác. Em cảm thấy rất tự hào với sự phấn đấu và nỗ lực của mình. Từ khi vào đảng viên, em cảm thấy bản thân mình chín chắn và suy nghĩ kỹ càng hơn trước khi làm. Trong những năm qua, chi bộ đảng trường Trung học phổ thông Võ Chí Công, huyện Tây Giang hết sức coi trọng công tác phát triển đảng viên trong học sinh. Chi bộ nhà trường xem đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng đảng tại chi bộ. Thời gian qua, bên cạnh xây dựng nghị quyết chuyên đề thực hiện công tác bồi dưỡng nhân lực cho chi bộ,
cấp ủy trường Trung học phổ thông Võ Chí Công cần tích cực phát hiện, bồi dưỡng, giáo dục và giới thiệu để kết nạp đảng cho những quần chúng ưu tú là học sinh tại trường. Cái việc phát triển đảng và kết nạp đảng học sinh của chi bộ nhà trường trong thời gian qua có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, không chỉ đối với cái việc giáo dục lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ trong nhà trường, mà đặc biệt hai học sinh là đối tượng con em người dân tộc thiểu số thì càng có cái ý nghĩa sâu sắc hơn nữa trong cái việc là đưa cái lý tưởng cách mạng, đưa những chủ trương nghị quyết của đảng các cấp đến với học sinh, và từ đó các em có thể là truyền tải, tuyên truyền đến các bạn học sinh trong nhà trường, và cũng có thể là các bạn sẽ tuyên truyền về địa phương nơi cư trú. Cũng như tại Chàng, công tác phát triển đảng viên mới trong học sinh sinh viên rất được Tam Kỳ quan tâm chỉ đạo thực hiện và đạt những kết quả đáng ghi nhận. Chỉ tính trong 6 tháng đầu năm 2024, Thành ủy Tam Kỳ đã kết nạp được 86 đảng viên mới, trong đó có 33 đảng viên là học sinh ở các chi đảng bộ, các trường trung học phổ thông. Ngoài thành tích học tập, 11 em học sinh trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Bình Khiêm vừa được đảng bộ trường kết nạp vào đảng đều tích cực tham gia các phong trào thi đua, hoạt động do nhà trường phát động. Nhà trường đã không ngừng tuyên truyền và giáo dục cho chúng tôi những cái bài học để chúng tôi nhận thức rõ ràng hơn về vai trò tầm quan trọng của đảng đối với nhân dân và đối với đất nước thông qua những cái bài học lịch sử, những buổi nói chuyện và những cái buổi tâm sự của thầy cô, thì chúng tôi càng nhận thức rõ ràng hơn về vai trò của đảng đối với đất nước, đối với nhân dân và đối với thế hệ trẻ. Và tôi nhận ra được cái tầm quan trọng khi mà mình là những mầm non tương lai và mình phải tiếp nối thế hệ cha anh bước vào hàng ngũ của đảng để tiếp nối cái sự nghiệp mà cha anh đã gây dựng. Những năm gần đây, Trung tâm Chính trị thành phố đã tổ chức các lớp bồi dưỡng nhận thức về đảng, lớp đảng viên mới dành riêng cho đối tượng là học sinh. Về phía chi bộ, các trường trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Tam Kỳ đã chú trọng việc theo dõi, giúp đỡ, bồi dưỡng, tạo nguồn phát triển đảng trong học sinh. Được sự giáo dục tư tưởng của nhà trường đã giúp cho tôi nhận thức được vai trò quan trọng của đảng đối với nhà nước. Vì vậy, tôi sẽ phấn đấu học thật tốt và luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình và sẽ giúp đỡ nhân dân và không ngại những việc khó khăn khi được đảng và nhà nước đưa ra. Công tác đảng trong nhà trường, đặc biệt là cái công tác phát triển đảng viên trong nhà trường, thì những năm gần đây thì nhà trường rất chú trọng đến cái việc này. Cho nên là ngay từ đầu năm thì nhà trường có cái kế hoạch rất là cụ thể. Ngay từ lớp 10 thì nhà trường sẽ giao cho đoàn thanh niên, giáo viên chủ nhiệm theo dõi và giới thiệu những cái quần chúng ưu tú để nhà trường có thể xây dựng cho các em, giáo dục các em những cái ý thức, trách nhiệm để mà dần dần giới thiệu để các em kết nạp học lớp kinh tình cộng tình đoàn và kết nạp các em đứng vào hội của đảng. Trong nhiệm kỳ 2020-2025, hàng năm các trường trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Tam Kỳ đều đảm bảo việc kết nạp đảng viên mới đạt và vượt chỉ tiêu, trong đó hầu hết đảng viên mới đều là học sinh. Việc chú trọng phát triển đảng viên trong học sinh các trường học góp phần xây dựng tổ chức đảng trong trường học, đồng thời xây dựng, bồi dưỡng, từng bước tạo nguồn đội ngũ đảng viên kế cận đáp ứng tốt hơn cho công tác xây dựng đảng của thành phố. Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2024, 18 trên 18 huyện, thị, thành ủy đều đã thực hiện được việc kết nạp đảng viên trong học sinh. Nếu năm 2023 chỉ có 11 trên 18 đơn vị thực hiện được việc kết nạp đảng viên trong học sinh, thì năm 2024 có 100% các địa phương trong tỉnh thực hiện. Cũng 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh đã kết nạp mới được 987 đảng viên, đạt tỷ lệ 51,95% so với nghị quyết đề ra, vượt 25% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó đã phát triển được 167 đảng viên là học sinh, sinh viên. Kết nạp con vào đảng thì con cảm thấy rất là vui và hãnh diện, tự hào với bản thân bởi vì đã được đóng góp một chút sức ích của mình vào bộ máy của nhà nước, vào đảng. Con cũng mong muốn được vào đảng để sau này phát triển bản thân mình hơn. Được sự là chỉ đạo của Ban Thường vụ Ủy Thân Bình về việc tăng cường công tác phát triển đảng viên cho học sinh, thì thực hiện các cái quy trình, các cái thủ tục do Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã đề ra.
thì nhà trường đã phân công, đặc biệt là công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho các em ngay từ những năm lớp 10, 11. Rồi từ đó, rồi có những cái kèm cặp giúp đỡ và giúp các em nhận thức đúng đắn về cái công tác phát triển đảng, đặc biệt là học sinh, để rồi phân công nhiệm vụ cho từng đồng chí đảng viên, đặc biệt là giáo viên chủ nhiệm lớp có tâm huyết, rồi giáo dục giúp đỡ các em kèm cặp và làm các thủ tục đúng theo các quy định để phát triển đảng viên. Thực tế hiện nay, công tác phát triển đảng viên mới không chỉ ở thành thị mà vùng nông thôn của tỉnh gặp không ít khó khăn, thách thức. Tuy vậy, thực tiễn cũng cho thấy nếu bám sát cơ sở, nắm chắc tâm tư, nguyện vọng và có kế hoạch bồi dưỡng quần chúng ưu tú, thì nhiều chi đảng bộ vẫn hoàn thành kế hoạch phát triển đảng viên theo từng năm và cả nhiệm kỳ. Chi bộ đảng thôn Bầu Bính, xã Bình Dương, huyện Thăng Bình hiện có 51 đảng viên đang sinh hoạt. Trong nhiều năm, liên chi bộ này được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Trong điều kiện gặp nhiều khó khăn về phát triển đảng viên mới do nhiều nguyên nhân khác nhau, nhưng nhờ kiên trì, có kế hoạch và quyết tâm của cả chi bộ, nên việc phát triển mới từ 1 đến 2 đảng viên hàng năm luôn được chi bộ hoàn thành, với chất lượng đội ngũ đảng viên mới được đánh giá cao. Về phát triển đảng viên trẻ thì hàng năm thì về chi bộ thì mỗi năm là phải phát triển từ 1 đến 2 đảng viên. Thì trên cơ sở là được sự là vô cục của các đồng chí được phân công thì chi bộ là hàng năm là phát triển có đều đều so với những năm về trước. Nói chung là về đảng viên cách đột thì cũng là một nguồn chúng tốt, có gương mẫu và gần gũi với nhân dân, thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ được vô. Năm 2020, đảng bộ xã Bình Dương, huyện Thăng Bình có 9 chi bộ. Đến nay phát triển thêm 1 chi bộ mới, chất lượng sinh hoạt chi bộ, chất lượng đội ngũ đảng viên tiếp tục được nâng lên. Hiện nay đảng bộ xã có 260 đảng viên đang sinh hoạt, công tác tạo nguồn phát triển đảng viên rất được chú trọng. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, địa phương đã phát triển được 15 đảng viên đạt chỉ tiêu hàng năm. Về cái công tác phát triển đảng viên thì Bình Dương tập trung cho công tác phát triển đảng viên, mục đích trong nhiệm kỳ qua thì cũng báo cáo với anh là thì đã tập trung lãnh chỉ đạo phát triển theo quyết định của huyện ủy giao, nhưng mà chúng ta tập trung phát triển cho đảng viên trẻ. Đây là một trong những cái mà đảng viên để rồi có cơ sở để chúng ta tổ nguồn cho thế hệ trẻ, cho hệ thống trị, cũng như chúng ta dự nguồn cho các cái nhiệm kỳ sau, đặc biệt là chuẩn bị tốt cho công tác nhân sự nhiệm kỳ 2025-2030 để cho đảm bảo kế cận và kế thừa theo cái độ tuổi, theo hướng dẫn của cấp trên. Về công tác xây dựng đảng thì chúng ta tập trung cho công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đảm bảo cho cán bộ đảng viên có tư tưởng vững vàng và đặc biệt là chúng ta có tư tưởng trong sạch vững mạnh về trên từng bộ phương diện, đặc biệt là chúng ta căn cứ theo cái kết luận 01 của Bộ Chính trị về nâng cao, tiếp tục thực hiện theo cái học tập làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh và cái chuyên đề 23 để xây dựng tỉnh Quảng Nam giàu mạnh và định hướng đi lên. Đảng mạnh không phải chỉ do số lượng đảng viên quyết định, số lượng đảng viên chỉ trở thành sức mạnh một khi nó đạt yêu cầu về chất lượng. Vì vậy, đi đôi với việc phát hiện, bồi dưỡng kết nạp đảng viên theo nghị quyết, kế hoạch của từng chi đảng bộ, thì việc tạo môi trường, thử thách, rèn luyện quần chúng, đội ngũ đảng viên mới có ý nghĩa quan trọng. Điều này vừa giúp nguồn lực, chất lượng đảng viên ngày càng được nâng lên, đồng thời giúp công tác xây dựng đảng, sức chiến đấu của các cơ sở đảng ngày càng đáp ứng tốt hơn trong giai đoạn hiện nay.